tôi đã sinh một bé trai thì nói như thế nào? Vợ tôi đã sinh một bé trai nói như thế này. Ngọ Lộ phò. Sáng chỏ co chảy. Ngọ Lộ phò. Sáng chỏ co chảy. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích nè. Ngọ là tôi. À Lộ phò. Lộ phò có nghĩa là vợ hay là bà xã đó ha là Lộ phò. Sáng là sinh sinh đẻ đó chỏ là cái gì đã rồi sáng chỏ có nghĩa là sinh rồi hay là đã sinh à, đã sinh gì co chảy co chảy là một bé trai chảy là bé trai hay là con trai lượng từ của nó là co dách là một dách co chảy là một bé trai nhưng thông thường ở cái số 1 đó thì người ta lượt bỏ đi người ta nói là co chảy chúng ta cũng hiểu là một bé trai trong trường hợp này ha còn nói đầy đủ là à, ngọ lộ pò sáng chỏ dắt co chảy ngọ lộ pò sáng chỏ co chảy đều được có nghĩa là vợ tôi đã sinh một bé trai rồi bây giờ tương tự ngược lại bây giờ sinh một bé gái chúng ta nói như thế nào à, vợ tôi đã sinh một bé gái nói như thế này ngọ lộ pò sáng chỏ co lỗi Ngọ Lộ Phò sáng chỏ co lỗi. Thì Ngọ Lộ Phò là vợ tôi, sáng chỏ là đã sinh. Đã sinh hay là sinh rồi? À co lỗi, lỗi là bé gái hay là nữ. Thì à Dắt co lỗi là một bé gái. Bây giờ trường hợp này người ta giảng lược lại cũng được ha. Co lỗi là là bé gái hay là một bé gái chúng ta cùng nhau đọc lại ngọ lộ pò sáng chỏ co lưỡi ngọ lộ pò sáng chỏ co lưỡi có nghĩa là vợ tôi đã sinh một bé gái rồi bây giờ con dâu mẹ chồng gọi gọi vợ của con trai mình á, là con dâu phải không nào thì con dâu là sánh phụ sánh phụ sánh phụ là con dâu cùng nhau đọc lại sánh phụ trời thí dụ như là chúng ta muốn nói con dâu tôi đã sinh một cháu nội trai thì nói như thế nào con dâu tôi đã sinh một cháu nội trai người hồng kông nói như thế này ngọ sánh phụ sáng trỏ co xuyến chảy ngọ sánh phụ sáng chỏ co xuyến chảy rồi thì ngọ là tôi sánh phụ là con dâu ngọ sánh phụ có nghĩa là con dâu tôi hay là con dâu của tôi đó sáng chỏ là đã sinh sinh gì à, co xuyến chảy xuyến chảy là cháu nội trai xuyến chảy là cháu nội trai dắt co xuyến chảy có nghĩa là một cháu nội trai rồi chúng ta cùng nhau đọc lại ngọ sánh phụ sáng trỏ co xuyến chảy ngọ sánh phụ sáng trỏ co xuyến chảy có nghĩa là con dâu tôi đã sinh một cháu nội trai rồi bây giờ tương tự ngược lại bây giờ sinh một cháu nội gái thì cháu nội gái là xuyến lỗi dắt co xuyến lưỡi là một cháu nội gái nhưng mà thông thường á dắt người ta lượt bỏ đi mình nhắc lại cho các bạn ha các bạn nói dắt co xuyến lưỡi cũng được mà co xuyến lưỡi cũng được ha ngọ sánh phụ sáng trỏ co xuyến lưỡi ngọ sánh phụ sáng trỏ co xuyến lưỡi con dâu tôi đã sinh một cháu nội cháu nội gái rồi, xin lỗi. Xin lỗi là, là cháu nội gái. Xin chảy là cháu nội trai. Ngọ sánh phụ, ngọ sánh phụ là con dâu tôi. Rồi, ngọ sánh phụ là con dâu của tôi. Rồi bây giờ chúng ta nói con gái của tôi hay là con gái tôi thì nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Người Hồng Kông nói như thế này. Ngọ co lỗi ngọ co lỗi là con gái tôi ngọ co lỗi là con gái tôi lỗi là con gái ngọ là tôi lượng từ của lỗi là co ngọ co lỗi có nghĩa là con gái tôi thí dụ như là chúng ta muốn nói tương tự là con gái tôi đã sinh một cháu ngoại trai thì à, nói như thế này ngọ co lỗi sáng trỏ co ngồi xuyến chảy ngọ co lỗi sáng chỏ con ngồi xuyến chảy thì ngọ co lưỡi là con gái của tôi sáng chỏ là đã sinh co ngồi xuyến chảy ngồi xuyến chảy là cháu ngoại trai thì thông thường à, cháu ngoại là có thêm chữ ngồi ha à, ngồi ngồi xuyến chảy ngồi xuyến chảy là là cháu ngoại trai dắt co ngồi xuyến chảy là là một cháu ngoại trai thì à, các bạn nói dách co cũng được mà là bỏ đi à, dách cũng được ha chúng ta cùng nhau đọc lại ngò co lưỡi sáng chỏ co ngồi xuyến chảy ngò co lưỡi sáng chỏ co ngồi xuyến chảy có nghĩa là con gái tôi đã sinh một cháu ngoại trai rồi ngồi xuyến chảy ngồi xuyến chảy là cháu ngoại trai phải không nè ngồi xuyến chảy là cháu ngoại trai thế ngược lại cháu ngoại gái sẽ là ngồi xuyến lưỡi ngồi xuyến lưỡi ha ngồi xuyến lưỡi ngồi xuyến lưỡi là cháu ngoại gái thí dụ như chúng ta muốn nói là con gái tôi đã sinh một cháu ngoại gái Con gái tôi đã sinh một cháu ngoại gái Thì nói như thế này Ngọ co lưỡi sáng chỏ co ngồi xuyến lưỡi Ngọ co lưỡi sáng chỏ co ngồi xuyến lưỡi Có nghĩa là con gái tôi đã sinh một cháu ngoại gái Rồi bây giờ từ vựng lên chức là Xính chích cùng nhau đọc lại Xính chích xính chích là lên chức Trù là làm Trù là làm hai các bạn động từ chù có nghĩa là làm thí dụ chúng ta muốn nói tôi lên chức làm ba rồi tôi lên chức làm ba rồi thì nói như thế nào nói như thế này ngọ xính chích chù bà ba la À, mình thông báo cho người ta biết. À, tôi lên chức làm ba rồi ngọ xứng chiếc chầu bà bá la ngọ xứng chiếc chầu bà bá la thì ngọ là tôi xứng chiếc trù có nghĩa là lên chức làm làm gì bà bá bà bá là là ba ha hay là a té hay là lũ tàu hay là té thì đều được la ở đây có nghĩa là rồi rồi chúng ta cùng nhau đọc lại ngọ xứng chiếc chầu bà bá la Ngọ xính chích chù bà bá la Có nghĩa là tôi lên chức làm ba rồi Rồi, thí dụ chúng ta muốn nói là tôi lên chức làm mẹ rồi Thì nói như thế này Đơn giản, bà bá sẽ thế vào là mà má Ngọ xính chích trù mà má la Ngọ xính chích trù mà má la Rồi, ngọ xính chích Có nghĩa là tôi lên chức chầu là làm mà má là mẹ la là rồi cùng nhau đọc lại ngọ xứng trước chầu mà má la ngọ xứng trước chầu mà má la có nghĩa là tôi lên trước là mẹ rồi rồi khi mà người ta khi mà người ta à, nghe mình nói a tôi lên trước này lên trước kia thì thì cái câu mà chúc mừng mình á thì người ta nói là cúng hỷ sai ha, cúng hỷ sai cúng hỷ sai cúng hỉ sai lệ cúng hỉ sai lệ tỳ ha cúng hỉ sai cúng hỉ sai lệ là là chúc mừng bạn à, cúng hỉ sai lệ tỳ chúc mừng các bạn rồi tiếp tục thí dụ như bây giờ tương tự chúng ta muốn nói là tôi lên chức làm cậu rồi nói như thế này ngọ xính chích trù khẩu phủ là ngọ xính chích chù khẩu phủ la khẩu phủ là cậu ngọ xính chích chù có nghĩa là tôi lên chức làm khẩu phủ là cậu la là rồi chúng ta cùng nhau đọc lại ngọ xính chích chù khẩu phủ la ngọ xính chích chù khẩu phủ la tôi lên chức làm cậu rồi thì bây giờ à, chúng ta muốn nói à, tôi lên chức làm bào ngoại rồi thì nói như thế nào tôi lên chức làm bào ngoại rồi nói như thế này ngọ xính chích chù Phò phỏ phỏ là ngọ xính chích chủ phò phỏ phỏ là thì phỏ phỏ có nghĩa là bà ngoại hay ngoài ra người ta còn gọi là ngồi phò ngồi phò là bà ngoại trời bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại ngọ xính chích chủ phò phỏ phỏ là ngọ xính chích chủ phò phỏ phỏ là tôi lên trước làm bà ngoại rồi rồi bây giờ tương tự tôi lên trước làm bà nội rồi thì nói như thế nào tôi lên trước làm bà nội rồi thì bà nội là mà 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 là bà nội rồi chúng ta cùng nhau đọc ngọ xính chích trù mà mà la ngọ xính chích trù mà mà la có nghĩa là tôi lên chức làm bà nội rồi rồi bây giờ tôi lên trước làm ông ngoại rồi thì nói như thế nào tôi lên chức làm ông ngoại rồi thì ông ngoại là là cùng cúng hay là ngồi cúng chúng ta dùng cái từ nào cũng được cùng cúng là ông ngoại ngồi cúng cũng là ông ngoại rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại ngọ xứng chích trù cùng cúng là ngọ xứng chích trù cùng cúng là có nghĩa là tôi lên chức làm ông ngoại rồi rồi bây giờ ngọ xính chích trù dè dè la ngọ xính chích trù dè dè la có nghĩa là tôi lên chức làm ông nội rồi dè dè là ông nội ha dè dè là ông nội cùng cúng là là ông ngoại chúng ta cùng nhau đọc lại ngọ xính chích trù dè dè la ngọ xính chích trù dè dè la tôi lên chức làm ông nội rồi hay là bây giờ à, tôi lên trước làm gì rồi thì gì là a dí hay là dí dí đều được chúng ta cùng nhau đọc nè ngọ xính chích trụ a dí là ngọ xính chích trụ a dí là có nghĩa là tôi lên trước làm gì rồi rồi bây giờ à, ra đời hay là chào đời là chốt say chốt say là ra đời hay là chào đời cùng nhau đọc lại chốt say chốt say, Thì à, à có sự giấm ha các bạn, chốt say có nghĩa là ra đời hay là chào đời. Rồi bây giờ à, cắt rúng á khi mà đứa trẻ ra đời thì có cái động tác là cắt rúng, chuyển à, trì tải, chuyển trì tải, chuyển trì tải có nghĩa là cắt rúng rồi đầy 12 ngày đầy 12 ngày người ta gọi là muộn sập dì chiếu muộn sập dì chiếu thì à, thông thường à, muộn sập dì chiếu thì à, bà mẹ và đứa trẻ đó à, đầy đủ sức khỏe rồi ha à, thì à, những người thân trong gia đình à, có thể đến thăm ha muộn sập dì chiếu là có thể gặp được những người thân trong gia đình bởi vì lúc này đó là sức khỏe của họ cũng ổn định ha muộn sập gì chiếu đầy 12 ngày rồi bây giờ đầy tháng đầy tháng là muộn duyệt muộn duyệt là đầy tháng duyệt là tháng muộn duyệt là là đầy tháng rồi bây giờ thôi noi tròn một tuổi thôi noi tròn một tuổi người ta gọi là muộn sôi Mụn xôi xôi là tuổi muộn là muộn là đầy à, muộn xôi có nghĩa là thôi noi hay là đầy một tuổi hay là tròn một tuổi đều được rồi thì đó là những cái từ à, rất là thực tế à, khi chúng ta muốn nói à, thôi noi là muộn xôi đầy tháng là muộn duyệt à, hay là chút à, say là chào đời hay là tôi lên trước làm cái gì đó thì chúng ta cũng biết hein? à, tôi lên trước làm à, làm ba tôi lên trước làm mẹ thì nói như thế nào ngọ xứng chích chỗ bà ba la à, ngọ xứng chích chỗ mà má la hay là tôi lên trước làm bà ngoại rồi ngọ xứng chích chồ à, phọ phọ la hay là À, to lên trước làm ông ngoại rồi ngọ xính chiếc trụ à, cùng cúng la hay là to lên trước làm cậu rồi ngọ xính chiếc trụ trù khẩu phủ la thì à, đây là những câu rất là thực tế ha. khi mà chúng ta nghe ai đó à, thông báo cái gì đó vui vẻ ha thông báo về một cái niềm vui thì à, chúng ta muốn ha, chúc mừng thì sẽ là a à, cúng hỷ sai Cúng hỷ sai lệ tỳ, cúng cũng hỷ sai, cũng hỷ sai lệ tỳ, cũng hỷ sai lệ. Chúc mừng bạn. Cúng hỷ. Cúng hỷ à cúng hỷ lệ chúc mừng bạn, cúng hỷ lệ tỳ chúc mừng các bạn, cúng hỷ sai. Chúc mừng. Rồi, à, mình à, luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui, trân trọng ngày hẹn gặp lại tó cha tại cá sáu thảy cho kin rồi mình chào các bạn đến với chương trình thông thả